Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức. Giờ này nghi lễ đường của chúng con đã trang nghiêm như pháp. Chúng con một lòng thành kính cẩn lễ bái thỉnh chư tôn hòa thượng, quý ni sư, chư tôn đức ni đồng quang lâm lễ đường để tác pháp cho đệ tử chúng con được thọ giới sa di ni. Nam mô a di đà phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên chư tôn hòa thượng ni, chư tôn đức thiền đức đã thùy từ hứa khả, đệ tử chúng con chí thành đảnh lễ cung thỉnh. Nam mô A Di Đà Phật. Trường thừa công đức. Kính thưa chư vị, lẽ ra chúng ta không có lời nào ở nơi đây. Tuy nhiên trước khi đăng bảo điện, tôi xin cân nhắc lại chư tôn đức giáo sư quan lý và thật lòng để chúng ta nhất tâm nuôi đàn em nhỏ. Làm thế nào để giới thệ vô biểu và vô tác được thành tựu viên mãn, đó là công đức mà hiện nay vấn đề chị em chúng ta đang có mặt trong giây phút thiêng liêng này. Lễ thỉnh đã như pháp, chúng tôi đang lắng lòng để nghe lời của các đệ tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Thiên Tông Độ Việt Nam truyền giới chư vị tổ sư. Ngưỡng bái bạch hòa thượng đàn đầu ni, kính bạch chư tôn đức giới sư ni. Đệ tử chúng con xin đại diện cho hàng giới tử sa di ni có duyên sự đầu thành đảnh lễ kính dâng lời bái bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, chúng con kính nghe. Vui thay chư Phật ra đời, vui thay giáo pháp khắp nơi hoằng truyền, vui thay tăng lữ đoàn viên,
vui thay tứ chúng kết duyên tu hành. Thật vậy, từ nhiều đời nhiều kiếp, chúng con đã trôi lăn trong vòng sinh tử khổ đau, nay được xuất gia theo Phật là một phước duyên lớn đối với hàng giới tử chúng con. Tuy rằng mỗi giới tử chúng con, mỗi người mỗi phương trời, đến từ mọi miền đất nước, nhưng hết thảy đều cùng một tâm nguyện duy nhất, được lãnh thọ giới pháp thanh tịnh của mười phương chư Phật. Từ sự truyền trao của chư tôn đức giới sư, được khoác lên mình màu huỳnh y giải thoát, được dự vào hàng thất chúng của Như Lai. Kính bạch chư tôn đức, chúng con thường nghe giới như mảnh đất màu mỡ, định là cây trái, tuệ là hoa và quả. Đất có màu mỡ thì cây trái mới mọc lên, cây có mọc lên thì mới có thể đơm hoa kết trái. Hôm nay chúng con hội đủ duyên lành trở về đại giới đàn Huệ Đăng, một lòng ngưỡng cầu giới pháp. Chúng con xin đê đầu kiền thỉnh Hòa Thượng Đàn Đầu cùng chư tôn đức giới sư rủ lòng thương xót đăng đàn truyền giới cho chúng con được ân chuyên công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha La Tát. Thiện tai tha ni. Nam mô A Di Đà Phật. Tâm bao thắp sáng đạo vàng muôn lối,
đẹp màu sen nở thắm thiết tình mình áo lao.